Đầu tiên, hãy cùng xem Romario Golden chơi bóng bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ như thế nào. Dù xuất phát sau, nhưng tiền đạo này bằng tốc độ, sức mạnh luôn biết cách vượt lên, giành lợi thế để chiến thắng. Đối thủ luôn hiểu rất rõ Romario. Họ biết sự nguy hiểm của chân sút người Jamaica và họ cũng rất hiểu tính cách của cầu thủ này. Sự nóng nảy, sự mất bình tĩnh và thiếu kiểm soát khiến Romario thường xuyên rơi vào bẫy của đối phương. Tôi hiểu bóng đá là nghề nghiệp của chúng tôi. Tôi ra sân thi đấu bằng cảm hứng chơi bóng của mình. Nhưng lúc nổi nóng thì đó là lỗi của tôi. Lẽ ra một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải kiểm soát sự nóng giận của mình trong suốt cả trận đấu. Bạn cũng không thể so sánh một Romario khác biệt trong và ngoài sân, vì khi thi đấu tôi luôn là một con người hoàn toàn khác. Nhưng thật sự, tôi phải bình tĩnh hơn. Romario đã hai lần phải nhận thẻ đỏ kể từ khi khoác áo Thanh Hóa. Lần đầu tiên là cảm xúc ăn mừng với cổ động viên nhà khiến anh bị thẻ vàng thứ hai. Và năm nay, anh bị chốt quyền thi đấu sau khi bị ức chế bởi những tiểu xảo của đối thủ. Tôi không bào chữa cho sai sót của mình, nhưng tôi nghĩ các trọng tài cần phải bảo vệ cầu thủ tốt hơn, không chỉ những cầu thủ bản địa mà với tất cả, kể cả ngoại binh như chúng tôi. Tuổi 25, Romario Golden đang trong độ chín của sự nghiệp, nhưng không chỉ là chuyên môn đang ở thời kỳ đỉnh cao, mà anh còn cần phải chín chắn hơn trong tính cách mỗi khi thi đấu. Tiểu xảo thường xuyên xuất hiện trong bóng đá. Một khi Romario kiểm soát tốt cảm xúc bản thân, thì với năng lực đã được khẳng định, anh xứng đáng là một trong những tiền đạo đáng xem nhất tại V-League hiện nay.